Bồ Đào Nha và Pháp sẽ tái hiện lại trận chung kết năm 2016 khi hai đội chạm mặt nhau ở tứ kết Euro 2024 tại sân vận động Phúc Park. Đều là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, cuộc so tài sắp tới là không thể bỏ qua với người hâm mộ. Sau trận đấu giữa Đức và Tây Ban Nha tại Stuttgart, Bồ Đào Nha và Pháp sẽ đối đầu tại Phúc Park ở Hamburg. Bồ Đào Nha khởi đầu chiến dịch của mình bằng chiến thắng trước Cộng hòa Séc 2-1 và Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, nhưng họ đã phải chịu thất bại bất ngờ trước Georgia 0-2 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha đã bị Slovenia cầm chân với tỷ số 0-0 sau 120 phút. Mặc dù Cristiano Ronaldo đã hỏng quả phạt đền trong hiệp phụ, nhà vô địch Euro 2016 vẫn giành được suất vào vòng tứ kết sau chiến thắng 3-0 trên chấm luân lưu nhờ 3 lần cứu thua của thủ môn Diogo Costa. Bồ Đào Nha đã không ghi bàn trong 2 trận đấu gần đây nhất, nhưng họ chưa bao giờ không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại một giải đấu lớn nào trước đây. Mặc dù Bồ Đào Nha thi đấu chưa thực sự thuyết phục cho đến thời điểm này, nhưng họ có đủ phẩm chất để vượt qua đội tuyển Pháp. Nên nhớ đội bóng của Roberto Martinez đã thắng cả 10 trận vòng loại Euro 2024. Bồ Đào Nha cũng đã thắng 16/20 trận gần đây trên mọi đấu trường. Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 5 giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại giải vô địch châu Âu, trong đó Senegal bất bại trong 2 lần gần nhất. Đội tuyển Pháp của Didier Deschamps đã bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2024 với tư cách là Á quân World Cup. Đúng như dự đoán, họ đã dễ dàng vượt qua vòng loại và đứng đầu bảng một cách thoải mái trước Hà Lan. Thậm chí trong 2 năm qua, chỉ có Đức đánh bại được Pháp trong quãng thời gian thi đấu chính thức, làm được điều đó 2 lần. Tuy nhiên sau chiến thắng trước Chile 3-2 và Luxembourg 3-0, Pháp thi đấu mờ nhạt tại vòng chung kết Euro 2024. Họ chỉ giành được 5 điểm ở vòng bảng sau chiến thắng 1-0 trước Áo, Leverkusen bị Hà Lan 0-0 và Ba Lan 1-1 cầm hòa. Pháp cần đến bàn phản lưới nhà của Jan Vertonghen ở phút 85 để vượt qua Bỉ ở vòng 16 đội và giành chiến thắng 1-0 tại Düsseldorf. Điều đáng chú ý là Pháp vẫn chưa ghi được bàn thắng nào từ các pha bóng mở ở Đức, ngoài 2 bàn phản lưới nhà và một quả phạt đền của Kylian Mbappé cho đến nay. Với lối chơi tấn công yếu kém của Leverkusen, điểm đáng khen duy nhất của thầy trò Deschamps là họ giữ sạch lưới lần thứ 3 trong 4 trận đấu tại Euro 2024. Sẽ không bao giờ có một Ronaldo nào khác nữa, Mbappé phát biểu ở buổi họp báo trước trận đấu tứ kết Euro 2024 giữa Pháp và Bồ Đào Nha trên sân Hamburg Arena, Đức vào rạng sáng mai. Mbappé đã ký hợp đồng với Real Madrid vào mùa hè này sau khi rời Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do, kết thúc 7 năm gắn bó với thủ đô nước Pháp. Tiền đạo 25 tuổi này sẽ gia nhập đội hình toàn sao bao gồm Jude Bellingham và Vinicius Jr, mặc dù anh được kỳ vọng sẽ là ngôi sao chủ chốt tại sân Bernabeu giống như những gì Ronaldo từng ghi dấu ấn. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Real Madrid với 450 bàn thắng sau 438 lần ra sân, giành 4 chức vô địch Champions League và 4 danh hiệu quả bóng vàng trong 9 năm khoác áo. Nhiều người hâm mộ Real Madrid đang hy vọng Mbappé có thể lặp lại thành công của Ronaldo tại sân Bernabeu, nhưng tiền đạo người Pháp thừa nhận đó là nhiệm vụ bất khả thi. Anh ấy đã định hình bóng đá, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, ghi bàn và giành cúp. Anh ấy biết cách tái tạo chính mình, anh ấy là người duy nhất. Còn tôi đang đi theo con đường của riêng mình, ước mơ được chơi cho Real Madrid của tôi đang trở thành hiện thực. Tôi hy vọng sẽ tạo được dấu ấn trong làng bóng đá và trở thành người duy nhất tại Real Madrid, nhưng tôi không viết chương tiếp theo cho câu chuyện của anh ấy. Tôi thực sự tôn trọng anh ấy, tôi chỉ có thể ca ngợi anh ấy, Mbappé bày tỏ. Tiền đạo người Pháp nói thêm trước thềm đối đầu với Ronaldo khi Pháp gặp Bồ Đào Nha ở bán kết Euro 2024. Qua thời gian, tôi may mắn được gặp anh ấy và hiểu anh ấy hơn. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, anh ấy luôn theo dõi cuộc sống của tôi, cho tôi lời khuyên. Được chơi với anh ấy luôn là một vinh dự, bất kể chuyện gì xảy ra sau đó, anh ấy vẫn sẽ là một huyền thoại bóng đá. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng anh ấy không quá vui mừng và chúng tôi sẽ vào đến bán kết Euro 2024. Cả Mbappé và Ronaldo đều không thực sự tỏa sáng tại giải đấu tại Đức mùa hè này khi Mbappé mới ghi được một bàn thắng trên chấm phạt đền trong khi Ronaldo thậm chí còn không một lần nổ súng sau 4 trận vừa qua. Tuy nhiên, cả hai siêu sao đều có khả năng tạo nên sự khác biệt trong những thời khắc chịu áp lực lớn và huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps đã thừa nhận rằng ông sẽ để mắt đến tiền đạo lừng lẫy của Bồ Đào Nha. Ronaldo không chỉ có khả năng mà còn có động lực để chiến thắng. Cậu ấy có thể ghi bàn và quyết đoán. Mặc dù lớn tuổi hơn những người còn lại một chút, cậu ấy vẫn là một cầu thủ có tính cạnh tranh cao, huấn luyện viên Didier Deschamps khẳng định. Tờ AF cho hay, Ronaldo đang bị Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, điều tra vì có hành vi bất hợp pháp tại Euro 2024. Sự việc xảy ra khi UEFA phát hiện Ronaldo là đại sứ và là nhà đầu tư của công ty công nghệ thể hình Úc. Trong trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Slovenia, rạng sáng 2 tháng 7, cầu thủ 39 tuổi đã đeo một trong những thiết bị của công ty dưới lớp băng ở cổ tay để thu thập dữ liệu trong suốt trận đấu. Sau đó, công ty đã công bố dữ liệu nhịp tim của Ronaldo trên mạng xã hội. Úc viết nhịp tim của Ronaldo đã giảm từ hơn 170 nhịp một phút xuống dưới 110 nhịp một phút khi bị Ian Oblak cản phá phạt đền. Điều này chỉ ra Ronaldo đã vô cùng lo lắng khi không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha mở tỷ số. Tuy nhiên, khi đứng trước những quả đá phạt trực tiếp hay quả đá luân lưu đầu tiên, Ronaldo đều rất bình tĩnh, nhịp tim không hề thay đổi. Chuyên gia của thể thao 5.1 dự đoán Bồ Đào Nha sẽ là đội đi tiếp vào bán kết. Chúc các anh em may mắn. Trận đấu tứ kết Euro 2024 giữa Bồ Đào Nha và Pháp tái hiện lại trận chung kết năm 2016, hứa hẹn một cuộc đối đầu hấp dẫn.
Bồ Đào Nha, nhà vô địch Euro 2016, đã phải trải qua một hành trình khó khăn với nhiều trận hòa và thất bại bất ngờ, nhưng vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu trước Slovenia ở vòng 1/8. Dù chưa ghi bàn trong hai trận gần nhất, Bồ Đào Nha vẫn là đối thủ đáng gờm với 16 chiến thắng trong 20 trận gần đây. Pháp, Á quân World Cup, đã vượt qua vòng loại một cách thuyết phục nhưng lại thi đấu không ổn định tại vòng chung kết. Sau những trận hòa với Hà Lan và Ba Lan, Pháp cần bàn phản lưới nhà để vượt qua Bỉ ở vòng 16 đội. Dù chưa ghi bàn thắng nào, Pháp vẫn là một đối thủ mạnh với phong độ ổn định trong những năm qua. Trận đấu này sẽ là cuộc tái ngộ đầy kịch tính giữa hai đội tuyển hàng đầu châu Âu, hứa hẹn sẽ mang đến những pha bóng hấp dẫn và kịch tính cho người hâm mộ.